Xin thưa với bà con cô bác, hiện tại ba mẹ cậu đang đứng đây đó là trước cửa bưu điện quận 4. Và hiện tại bây giờ là 10 giờ đêm. Các cô có thấy, bác thấy đường Nguyễn Tất Thành này lúc nào nó cũng đông xe cả. Đó, xe bồn này nó chạy len vô luôn rồi bà con. Đó, ghê quá. Xin thưa bà con, bác đứng lại chút xíu thôi rồi. Nó len vô vậy đó. Rồi thêm là chiếc này theo nữa. Con đường này là con đường kinh khủng. À, đối với những người dân quận 4, con đường Nguyễn Tất Thành này nó kinh khủng lắm bà con. Bên tay trái nè, hồi xưa cái này là cây xăng đó bà con, khu phức hợp nè. Ở đó nó là cây xăng. Nồi giờ đêm đó bà con, nó bắt cái tin rồi, quá khủng khiếp à. Hai làn xe hơi, ở đây có hai làn thôi mà xe hơi chạy hết hai làn rồi. Ở đây là ngã ba Tôn Đản. Ba mẹ rồi vừa mới ăn tô mì Hoàng Diệu xong, giờ lên đường chở bà con cô bác đi dạo đêm. Hôm nay là tối thứ bảy. Đây là đường Tôn Đản nè. Giờ ba mẹ rồi ngồi phải. Đi về đêm thì chủ yếu là các cô chú anh chị và các bạn ngắm đường phố ha. Chứ ba mẹ còn có nói bà con cũng không biết đâu. Giống như bên đây phải ba mẹ còn nói bà con bắt đây hồi xưa là hãng bóng đèn á, hãng bóng đèn điện quang á, nhưng mà tối thui đâu thấy gì đó. Nên cứ ba mẹ còn sẽ nói cuộc sống Sài Gòn ngày nay đi, còn Sài Gòn xưa để ban ngày ba mẹ còn nói. Phở lọc rồi bột chiên, một chiên phở đó, bà con bác hãy tưởng tượng quận 4 về đêm nó đông ghê. Ở đây là cầu Cống nè, chợ cầu Cống ở đây. Ngay cái tiệm mà ngay ngã tư này nè, bán mấy cái đồ mà giống như tập quá, mấy cái đồ tả sữa này bà con, đông lắm, bán lâu đời lắm rồi bà con. Thưa bà con bác, con đường này là con đường Vĩnh Khánh. Hồi xưa đó là cái rạch đó, rạch cầu trong, những kênh nước đó. Xôi gà chị Ba. Công an, chết rồi, chuyện gì vậy? Có dân phòng tới nữa kìa. Khi mà công an tới là sẽ có dân phòng tới rồi. Đấy, phải dân phòng đó, là cái đó là lực lượng dân quân á. Dân phòng khác nữa nha bà con. Hôm nay là thứ bảy, ba mẹ thấy các nhà thờ ta làm lễ khuya lắm bà con. Tới 10 giờ hơn và bây giờ vẫn còn có nhà thờ làm lễ. Con đường này là con đường ẩm thực của quận 4 nè. Đường Tôn Đản. Ở đây như bà bán xôi không ta? À, không phải, bán ốc. À, bán ốc đông ghê không? Đây, kế bên là bà bán xôi nè. Bán xôi cũng đông nữa. Đây là hủ tiếu gõ nè, hủ tiếu gõ cũng đông nữa. À, một người chỉ ăn có một bụng thôi mà bà con có thấy không, tiệm nào cũng đông cả. Giống như ba mươi cầu vừa mới ăn mì ở Hoàng Diệu á,
đó, giờ no rồi đó, nhưng mà bà con bác biết số lượng người ăn ở quận tư biết bao nhiêu. Hồi đó đó xin thưa bà con cô bác á, mấy cái quán ăn này nó có tập trung dài xuống tới đây dữ đâu bà con à, tới đây là bắt đầu xưa quận tư là nó vắng rồi. Và ba mươi cầu quẹo qua đây, con đường này đường Vĩnh Hội nè, con đường Vĩnh Hội này hồi xưa trước năm 75 á, nó chỉ là một cái con hẻm thôi bà con. Ba mẹ cô nhớ là như vậy. Nhưng mà cái thời của ba mẹ cô thì nó là con đường rồi nha. Nhưng mà thời trước đó nữa đó thì nó chỉ là một cái con hẻm. Hẻm. Mấy con đường bên đây là bây giờ con đường số nè. Hồi xưa để đi vô mấy cái hẻm ở trong đường này nè, mấy con đường nhỏ nhỏ hay đường số hai mấy nè, là phải đi từ cái con bên cái gian thuyền nó đi vô. À. Hình như đường Vĩnh Hội này hình như là có từ khoảng thập niên cuối thập niên 80, 90 gì đó. Tao mới còn nhớ vậy thôi nha. Không không nhớ rành lắm. Hay là nó có lâu rồi ta? À. Bà con cô bác nào có ở quận tư, bà con cô bác có biết, bà con cô bác chia sẻ giúp ba mươi gồ chứ. Ba mươi gồ chỉ ấn tượng là cái con đường này hồi xưa nó là con đường hẻm, chính xác như nó là con đường hẻm, mà không biết nữa, không biết phải không. Rồi khu này là khu cư xá nè, cư xá Vĩnh Hội. Quận Tư là vậy bà con. Quận Tư bà con quá thấy ông quán nhậu rất là nhiều. Công an mà giờ mà lập chốt một cái là chắc lụm đã dữ lắm. Đó, bà con quá quán nhậu nhiều lắm. À, quán ba anh em mới là ốc nè. Đó, nhậu bia nè thấy không? Trời ơi, mình đi mình cầm máy quay phim mình quay quay chứ cũng sợ lắm nha bà con. À, đây nhậu xong đi taxi về cho nó an toàn. Nó gửi xe vô kia. Có bãi giữ xe luôn. Rồi kêu đi taxi đi Grab về cho nó khỏe. Rồi mai ra lấy xe. Quận Tư là đứng đầu thiên hạ về nhậu nha bà con. À, quán nhậu quán ốc quá trời luôn. À, trên bàn toàn ly bia cuối tuần nữa. Ta mày còn nói hả, này mà công an mà lập chốt một cái rồi thôi là coi như là khỏi chạy. Mà được cái bà con cô bác á, dân quận tư á, thì hẻm hóc nhiều lắm. Đường này đường 41 nè, quẹo đây này chợ Hãng Phân nè. Đây để con còn quẹo đây. Quẹo đây là vô chợ Hãng Phân nè. Ở đây có một cái chùa. Chùa này là cái chùa chùa tên gì tao quên bả tên luôn rồi ta. À, chùa này chùa Giác Nguyên. Chùa Giác Nguyên này hình như là của thầy Minh Nghĩa hay là Thiện Nghĩa gì bà con. Ba mươi gồ không nhớ, bà con có bác nào có biết bà con bác nhắc giúp ba mươi gồ chứ. Hình như của thầy Minh Nghĩa hay là thầy Thiện Nghĩa gì đó. Đi thẳng vô đây cũng có cái chùa nè, tên gì ba mày còn không biết, nhưng mà có một cái thầy đệ tử của thầy Nghĩa ở đây nè, chuyên làm từ thiện nha bà con. À, chuyên làm từ thiện à, như là thầy Minh Phú vậy, không biết đúng không nha. Ba mày còn không có nhớ rõ tên lắm, bà con có bác thấy ba mày còn có nói sai bà con có bác nhắc giúp ba mày rồi nhé. À, chúng ta đang đi ở đây là cư xá, đây là cư xá Vĩnh Hội. Lô này lô R, đường này là đường Nguyễn Hữu Hào. À, ở đây khu này là toàn bộ khu này là khu cư xá nhiều lắm. Và cư xá đây ta gọi là cư xá Vĩnh Hội nha. Bên tay phải đây nè bà con, đây là trường, này là trường trường gì không biết, nhưng mà xưa cái cổng trường ở đây nè. À, trường này ba mấy cô ở thời khoảng
niên 90 á, thì cái trường này là trường giỏi nhất quận 4 về cấp 2 vậy bà con. Người ta còn gọi đó là trường chuyên á, trường chuyên Vân Đồn, à, từ lớp 6 đến lớp 9 trường chuyên. Rồi đến năm khoảng năm 2000 lấy mấy á, bà mình còn quên, như 2005 hay là nói chung là đầu thập niên 2000 á, Bộ Giáo dục có bắt đầu mới có một cái quy định ra luật luôn là coi như là không còn trường chuyên cấp 2 nữa. À, chứ hồi đó là chuyên là coi như là mình học chuyên cái gì là mình vô đó mình rèn cái đó. À, chuyên toán, chuyên băng A, băng B, băng C, băng D gì đó. Nhưng mà từ cấp 2 trở đi là năm đầu thập niên 2000 hay sao á, mình còn nhớ là như vậy. Thì bắt đầu là quyết định là bỏ hẳn trường chuyên ở cấp 2. Ở đây là chợ này, chợ Hãng Phân nè. Mình mới đi ngang qua trường Chi Lăng đó. Mới đi ngang qua trường Chi Lăng. Trường Chi Lăng là hồi xưa là trường tiểu học Vĩnh Hội. Ôi ôi, coi kìa bà con. À, quán ăn gì cũng còn đông nữa nè, không biết bán món gì đây. Phi Yến, bán gì mà đông vậy? Trời ơi, bán nước sâm thôi mà cũng đông dữ vậy nha. Đó, bà con có bác không? Làm giàu đâu có khó. Ở quận 4 này làm giàu mới khó đó nha bà con. À, ở dưới mặt bà con bác đó là cầu Canh Mét á. À, giờ 30 đồ ăn cũng no rồi, giờ bên đầu mình quay đầu về. Hồi xưa ở đây là có hẻm Nam Tiến nè. Ủa không phải, lộn rồi. À, ở đây là cái cầu này, cầu Canh Mét rồi. Cầu Canh Mét rồi thì bây giờ ở đây là đây, hồi xưa đây nha. Con đường ngay đây nè bà con. Là cái trong là cái nó lấy từ cái dòng nước đó, dòng sông nó đi vô đường này nè, cái rạch cầu trong nè, bắt đầu từ đây nè. Đó, nơi đây hồi xưa là rạch cầu trong nè bà con. Đó, đi vô. Đó, con sông không á. Bây giờ người ta lắp cái rạch, người ta làm đường. À, đúng rồi, ở đây là đầu nguồn của rạch cầu trong nè. À, lấy nước từ cái dòng sông Bến Nghé này vô. Ủa cái này Bến Nghé ta? Ủa cái này là con, cái này là rạch Bến Nghé hay là con kinh Tàu Hủ ta? Trời đất ơi, ba mấy cò giờ ăn no uống no say xong giờ ba mấy cò quên hết trơn luôn rồi bà con. Thưa bà con, bắt cái dòng sông bên đây nè, bên kia là đường Bến Dương Dương á, là hồi xưa là cái con sông này người ta gọi là con kinh Tàu Hủ hay là con rạch Bến Nghé bà con. Rồi đất ơi, quên hết luôn rồi, riết giờ quên bà nó hết rồi. Chắc nhờ các cô chú anh chị và các bạn hỗ trợ giúp với. Thiệt tình. À, đây con rạch nè. Bà con cô bác nào biết, bà con cô bác nhắc giúp ba mươi cô. Trời về tối mắt mũi nó lèm nhèm rồi, giờ không có nhận ra được cái khúc nào hết. Ở đó bên kia sông đó, đó là chợ cầu Ông Lãnh đó bà con, chợ cá cầu Ông Lãnh. Còn ở đây là cái cầu Ông Lãnh nè. Đó, hồi xưa cái chân cầu nằm dưới đây nè bà con. À, cái cầu này không có đi thẳng xuống dưới được đâu, mà cái cầu này nó bẻ ngang qua. À, bẻ ngang qua đường bến Dương Bồn nè. Một bên là xe chạy xuống, một bên là đi bộ xuống. Bà con cô bác còn nhớ cái chân cầu đó không? Rồi ở đây là hãng thuốc lá Bách To nè. À, đây là hãng thuốc lá Bách To. À, bà con cô bác thấy không? Hôm nay là lễ phục sinh đó bà con. Lễ lớn của bên Công giáo lắm. À, mừng đại lễ Chúa phục sinh. Đến bây giờ rồi bà con cô bác thấy không? Hơn 10 giờ đêm rồi mà nhà thờ vẫn còn làm lễ và các cha vẫn còn làm lễ bà con. Xin thưa bà con bác, có một số người nói với ba Michael á, đối với những người Công giáo á, cái lễ phục sinh này nó còn lớn hơn lễ Giáng sinh luôn nha bà con. À, là ngày Chúa sống lại đó. Đứng Kitô phải chịu khổ hình rồi sống lại từ cõi chết. À, là ngày Chúa sống lại đó. Chúng ta đang đi theo con đường Bến Nhân Đồn nha bà con. Xin thưa bà con cô bác, Bến Nhân Đồn bây giờ thì nó thay đổi dữ lắm. Con đường bây giờ bà con có bác thấy đường rộng ghê không?
chứ hồi xưa con đường nó nhỏ xíu à. Hồi đó ba mày mà đi con đường này á, qua nhà bạn á, nằm ở bên cầu Dừa á, trời ơi nhìn thấy ghê lắm. Cái khu đó là giống như khu ổ chuột rồi đó ha. À, khu bên cái cù lao Nguyễn Kiệu á, trời ơi nhìn trên sàn dưới nước à, mà rác rến rồi. Trời ơi, bên tay phải này bà con cũng bắt làm gì thấy được con sông này. Xin thưa bà con bác hồi xưa á, để bà con mày còn nhớ lại coi. Xin thưa với bà con cô bác á, là đi là đi con đường bên trong kia kìa, còn ở đây là nhà nè. À, ở đây là xin thưa bà con bác toàn bộ là nhà hết. Bà con cô bác đi đường Bến Nhân Đồn là không bao giờ thấy được cái con sơ sông này đâu nha bà con. Mà ngoài mặt sông này là chỉ có trên trên ở dưới nước là trên sàn thôi. À, nhà kiểu sàn sàn á. À, không bao giờ mà đi đường Bến Nhân Đồn mà thấy được cái nhà, cái sông dòng sông này đâu. Mà nơi chúng ta đang chạy là nhà sàn không đó. Nhà đó, còn đường nhỏ là nằm bên đó đó. Ơi hãy nó trụ sở của hãy nó mắm Liên Thành đâu bà con. Đó, trước năm 75 luôn á, hãy nó mắm Liên Thành xưa nằm đó đó. Đó là cây đây là cầu Dừa nè. Cầu Dừa cũ nằm bên kia kìa, còn cầu Dừa này là cầu Dừa mới nè. Đó. Xin thưa bà con các bác, bây giờ là quận tư mình thay đổi nhiều lắm. Thay đổi dễ sợ lắm. Chứ trước đó là trời ơi, khu này là ba mày còn đi vô là ta nói hả, ghê lắm. Cái khu này là khu mà ghê nhất quận tư, không phải là ghê mà quậy nha bà con, mà nghèo á đó. Đó, khu này gọi là khu nghèo nhất quận tư, nghèo mà nghèo dã man luôn á, nghèo 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 khiếp đảm luôn đó. Quận tư mà nghèo là chỗ này là nghèo nhất. Rồi, con đường này là đường Nguyễn Khoái nè, ngã ba Nguyễn Khoái. Ở đó hồi xưa trước năm 75 có cái bốt cảnh sát đó bà con. Bây giờ đó đó là một cái công an phường. Đó, hồi đó trước năm 75 này đó cũng là cái bốt cảnh sát đó. Cái khu này là đó ghê lắm. Mà đường hồi trước năm 75 thì cũng là đường nhựa rồi. Đó. Nói chung là nó chỉ có nhỏ và hẹp thôi. Hai bên là nhà sàn, khu ổ chuột. Nhưng mà đường thì nó đã là đường nhựa rồi nha bà con. Hồi đó ban đêm á, không bao giờ ba mày còn đi vô khu này. Hồi đó mà từ bên quận 4, bên quận nhất bên kia muốn qua ở đây á, thì phải đi bến đò Cồn Kho. À, qua bên đây mà hồi xưa nó là nghèo nhất quận tư ha, còn bây giờ xin thưa bà con bác ở đây là gọi là giàu nhất quận tư. Cuộc đời nó vậy á bà con. À, ở đây bây giờ là giàu nhất quận tư là đây nè. À, giàu nhất quận tư. Tại vì sao giàu, nằm ngay bờ sông mà nhìn ra bờ sông mát cái mồ. Rồi đây, cái cầu này cầu Nguyễn Kiệu nè bà con. Hồi xưa để đi vào cái khu cù lao Nguyễn Kiệu á là phải đi qua cái cầu này. À, cái cù lao Nguyễn Kiệu này nghe nói là sắp tới là xây cái công viên ở đây nè, nhưng mà bây giờ cũng chưa có xây đâu. Ba mày còn có đi vô trong đó rồi thấy nó cũng ghê lắm bà con. À, cái cù lao Nguyễn Kiệu ở đây nè, ở bên đó đó bà con. À, bên đó giờ là nhà cửa đập nát hết rồi, có nhà đi có nhà không đi. À, nhìn thấy ghê lắm. À, mình đi cái đường này là mình sẽ qua bên quận nhất. Ba mươi cầu quẹo phải, cái cầu này người ta gọi là cầu Nguyễn Văn Cừ. Ồ,
cái gì vậy ta, mấy cái bảng quảng cáo tầm nhìn quyền năng ghê quá ha, diamond luôn ghê. Rồi mình qua đây, hồi xưa đây là chợ Nancy nè bà con. À, đây cái là nhà lồng chợ Nancy xưa ở đây nè, bây giờ là cái công viên nè. Rồi đây là ngã tư Nancy, ngã tư chợ Nancy là đây. Một bên Lotte, một bên Jollibee. Dạ. Mình xích lên cho xe ta vượt phải. Rồi bắt đầu mình đi tiếp nha bà con. À, bây giờ chúng ta đi vào đây là con đường này, là con đường Nguyễn Văn Cừ. Hồi xưa đó là con đường Cộng Hòa. Ký mì da. Hồi xưa bên tay trái và mày cò đây nè bà con, đó là trường nữ mù á, trường mù dành cho nữ. Ở đây là ngã ba đường Thành Thái năm xưa nè. À, Thành Thái với Cộng Hòa có trường đại học sư phạm nè. À, trường đại học sư phạm này xưa là đi vào trước năm 75 là muốn vào là phải thi đó nha bà con. À, đấy giờ bổn quổ mà mày gọi kể cho bà con bác nghe. Xin thưa bà con cô bác á, thời nay á, là sinh viên á, là phải tốt nghiệp đại học, ra trường rồi đi làm thì mới ngon. Nhưng mà hồi xưa đó, xin thưa với bà con cô bác, bà con cô bác chỉ cần học mà đậu được cái tú tài đôi thôi, à, gọi là tú tài toàn phần đó, là ta nói là số 1 rồi. Hoặc là tú tài 1 cũng được nữa, tú tài 1 cũng ngon rồi. Tú tài 1 là đi là ra trường cái là đi thẳng vô sĩ quan Thủ Đức rồi, à, tú tài đôi là lên thẳng võ bị luôn, là xịn rồi nha bà con. Ở đây có cái đại học khoa học tự khoa học nè, bây giờ là khoa học tự nhiên. À, mà hồi đó thi tú tài đôi khó lắm, ta nói hả, cái tỷ lệ rớt mà nó rớt thấy gớm luôn á, rớt mà nó nổi là khủng khiếp luôn. Gia đình có ba mấy cầu thì hơn may mắn thì sao á, thì trong gia đình là hầu như là trước năm 75 là không thi thôi, thi là đều đậu được tú tài đôi hết. Nó cũng là một cái may mắn. Và có được một cái điều này nữa rất là hay nè bà con. Trước năm 1975 á, khi mà đậu được cái tú tài đôi á,
bà con cô bác mà muốn đi học tiếp đại học á, bà con có không cần phải thi nha. À, còn bây giờ mình tốt nghiệp phổ thông trung học á, thì mình lấy được cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, nhưng mà muốn vào cái trường nào hay là muốn cái gì là phải thi. Hồi xưa thì không có thi. À không, ba mày cồ mà nói vậy là thế nào cũng có một số người vô chửi ba mày cồ nữa. Nói là gì, nói cái kiểu của ba mày cồ là nói hơi lập lờ. Chính xác ra đó là sẽ có những trường thi và sẽ có những trường không thi. Ví dụ bà con cô bác muốn vô học đại học khoa học, hay là cái đẩy ba mày cồ mới chạy ngang qua đó, thì không cần phải thi nha bà con. Bà con cô bác chỉ cần ghi danh là vô học thôi. À, mấy cái trường đó. Thêm một cái trường gì nữa ta? À, luật khoa nè, đó, trường đại học luật, ngành luật khoa đại học đường là cũng không cần phải thi. À, chỉ cần ghi danh vô là học. À, rồi trời đất ơi, nó chạy gì phải ghê trời. Đó mà con quá thấy ghê, nó chạy gớm không. Rồi thêm một cái trường nữa, đó là trường luật rồi chứ trường gì ta. À, đại học văn khoa. Đại học văn khoa bây giờ là đại học khoa học xã hội và nhân văn đó, ở thành Cộng Hòa năm xưa đó. Đó, đại học văn khoa thì bà con cô bác chỉ cần tốt nghiệp tú tài đôi thôi, à, là tú tài toàn phần á, là bà con cô bác sẽ đi thẳng vào luôn. À, mà hồi xưa để mà thi thi tú tài á, à, toàn phần á, nói chung là thi tú tài đó, đúng ra nôm na gọi là tú tài, thì bà con cô bác phải có bà con cô bác được thi tới 2 lần lận, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ là cái như là đến kỳ thi mà bà con bắt thi rớt là đến năm sau thi tiếp. À, nhưng mà hồi xưa là thi tú tài là sẽ được thi 2 lần. Ba mới còn nhớ không lầm, là như một lần là tháng 5 hay tháng 6 gì đó. Một lần nữa là tháng 8. À, tháng 9 thì nhập học. Thì những ai á, mà thi tú tài á, mà đậu được đầu á, thì coi như là may mắn nha bà con. Đậu được đầu thì mình có nhiều cái điều kiện lắm. Tại vì sau khi mình đậu xong thì bà con cô bác sẽ có thể là đăng ký để thi tiếp vô những cái ngành như là học viện quốc gì ở ngoài, học viện quốc gia hành chánh nè, quốc gia hành chánh nè, cái đó là phải thi nha. Rồi học nha, bác sĩ, ra làm bác sĩ nha, dược đó. Rồi nói chung là tất cả những cái ngành còn lại là bà con cô bác đều phải thi. À, tại vì những cái ngành đó là những cái ngành mà gọi là ngành khốt. À, nó người ta gọi là gì, à, ra trường là có việc làm. À, ra trường là có việc làm bao luôn á, ra là được phân nhiệm sở luôn. À, thì những cái ngành đó là bà con cũng phải thi. À, thì những ai mà đậu được tú tài toàn phần mà đợt đầu á, thì có thời gian để nộp ghi danh vô đi thi, thi tuyển vô mấy cái trường xịn xịn. Rồi mà những ai mà coi như là cũng đậu nhưng mà đậu đợt 2 thì xin thưa bà con bác làm ơn làm phước, nhất là nam nữ thì ok không nói đi. À, thời đó là bà con bác biết là thời chiến mà. À, có đậu được tú tài rồi nha, làm ơn đi vô luật khoa nè, văn khoa nè, hay đại học khoa học nè, làm ơn ghi danh vô một cái để chi, để được hoãn dịch nha bà con. À, bà con cô bác mà không ghi danh vô một cái là coi như là dù bà con cô bác đậu tú tài toàn phần đi mà không ghi danh là coi như là tới thời điểm đó là tới tuổi quân dịch rồi, là thôi xong, lên đường đi quân dịch đó nha. Cho nên là mau mau mấy người nào mà trúng rồi đó, nhất là mấy chú mấy bác coi như là trúng được cái là lập nhanh, lập tức ngay tức thì luôn ghi danh vô học mấy trường như luật khoa, văn khoa hay là khoa học. À, đây là đây bên phải xưa chợ chuồng bò nè bà con. Còn nhưng mà nếu mà được đậu được cái tú tài đâu rồi thì cũng ngon rồi. À, cho dù đi quân dịch đi nữa thì cũng lên thẳng võ bị rồi. Hồi xưa là cứ tú tài đôi, tú tài toàn phần là đi lên thẳng võ bị luôn. Võ bị Đà Lạt các bà con. À, cho nên hồi xưa cái bằng tú tài toàn phần nó hiếm mà nó ghê lắm, nó đấu dữ lắm, nó khó lắm bà con, thi nhiều môn lắm. À, triết học nè, vạn vật. À, cái môn vạn vật đó bà con, bây giờ thì mình thì gọi là cái gì ta,
môn sinh học à, nhưng mà hồi xưa là như là môn đó gọi là môn vạn vật thì phải, hình như ba mày còn nhớ là vậy, mấy cái môn mà sinh học đó bà con à. Nói chung là thi nhiều lắm. Thì nói chung ba mày còn nhớ được gì ba mày còn kể đó, trên đường đi bên đây phải là bệnh viện Nhi Đồng rồi bà con, Nhi Đồng 1. Hồi xưa cổng nó không có nằm đây đâu, đó là cổng này cổng sau, cổng của nó nằm đường Sư Vận Hạnh á. Rồi tới đây có giáo xứ Bắc Hà nè. Bà con của bác thấy ba mày còn nói thiếu sót cái gì, bà con của bác bổ sung vô thêm giúp ba mày còn nghe. À, cảnh sát đi dạo bà con. Đây. Đó bà con không? Giáo xứ Bắc Hà đến bây giờ người ta vẫn còn làm lễ nè bà con. 11 giờ đêm rồi đó bà con. Nhưng mà ba mày còn thấy có vẻ là chắc có lẽ là ngày mai chủ nhật đó, người ta đi lễ mới đông. Còn hôm nay ba mày còn thấy vẫn không có đông lắm mấy nhà thờ. Còn bên tay phải ba mày còn đây hồi xưa là tiểu đoàn 5 quân cảnh đóng đây nè bà con. Nha. Đây là một cái lực lượng tổng chủ bị. Còn nhắc cái chuyện mà học hành nữa bà con. Xin ơi bà con bác có một cái chuyện mà bây giờ là các trường đại học bây giờ người ta giống lên một cái hồi chuông, đó là sinh viên bây giờ thấy cái lợi trước mắt của bà con mà bỏ đi không có nghĩ đến cái hại về sau. Đó là vào khoảng năm 2, năm 3 đó là bắt đầu các trường cho sinh viên đi thực tập ở các công ty mà có ký hợp đồng hợp tác với trường á, để nhận sinh viên về thực tập á. Thì xin thưa với bà con của bác, sinh viên sau thời gian đi thực tập là bỏ học luôn bà con. À, đi làm với mức lương có 5 triệu, 10 triệu một tháng đó bà con. Nhưng mà thời điểm này tự nhiên ba mày còn không hiểu sao sinh viên bây giờ có những cái suy nghĩ ba mày còn thấy nó quái lạ lắm bà con. Đi làm vô được mấy công ty là bắt đầu cái được mức lương 5 triệu, 10 triệu vậy đó, lương thử việc hay là lương thực tập á. Đó ba thấy được bắt đầu mấy cái công ty nó cũng kỳ nữa bà con. À, đáng lý là đi vô là làm sao đó, tự nhiên là nhận luôn mấy cái sinh viên thực tập bà con, để làm cái mức lương rất là rẻ, bèo 5 triệu, 10 triệu. À, rồi sinh viên vẫn đi làm rồi thì xin thưa bà con bác làm sao mà đi học được. Thế là bảo lưu kết quả hoặc là chờ học chậm lại. À, đây là một cái mà gọi là ba mươi rồi thấy là coi như là được cái lợi trước mắt mà cái hại về sau nhiều lắm ba mày còn nói thật. Sinh viên bây giờ do dù đó là chưa ra bằng nữa nha, mà còn giờ ra bằng xong xếp cái bằng nó lại xong đi chạy xe ôm đó. Rất nhiều bà con cái tầng lớp ba mày còn không thể hiểu nổi đó. Nhiều khi nói ra thì cứ đổ thừa là cơm áo gạo tiền là cuộc sống đó. Nhưng mà ba mày còn thấy gì uổng lắm bà con. Nếu mà đã xác định á, mà nói rằng cơm áo gạo tiền khó khăn vậy thôi thì ban đầu đi chạy xe ôm hoặc là đi làm mấy công nhân đi lương 5-10 triệu gì chứ có lý nào đâu mà đã đi lên đi học sinh viên rồi đã đi lên tới thời điểm đó rồi vậy á mà kéo nhau bỏ học. Ba mày còn nói thật cái đó là sau này sai lầm chết luôn á. Mà nếu mà cái tình trạng đó mà kéo dài nhiều vậy là hư hết, hỏng hết cả một thế hệ luôn. Theo cái thống kê ba mày còn thấy cứ 110 người đi là hết 2-3 người coi như là học chậm lại để đi làm. Bây giờ khuya rồi đó bà con, 11 giờ bắt đầu lạnh rồi đó. À, đây là cư xá Trần Quốc Khoảng nè, quẹo phải hồi xưa có nhà của nghệ sĩ Khả Năng trong đó. À, bên kia bán mở khuya quá ha, 11 giờ đêm vẫn còn bán gì đam mê á, sale sập sàn.
Trời ơi, đường phố mà nó giống như ban ngày không bà con? Ba mày gồ thấy ban ngày nó còn vắng hơn ban đêm nữa. Bên tay phải ba mày gồ đây hồi xưa đó là trại Amac đó bà con. Trại này là trại của cảnh sát dã chiến. Ở đây là bộ chỉ huy luôn á. Đây là bộ chỉ huy của biệt đoàn 222, 3 số 2 á, cảnh sát dã chiến. Biệt đoàn này cũng là một cái lực lượng tổng chuẩn bị luôn nha bà con. Hồi xưa cái lực lượng nào mà tổng chuẩn bị á, là lực lượng nó cũng oai lắm đó nha bà con. Gọi là thiện chiến á. Con đường 30 cầu đang đi là 684 đường 32. Hồi xưa con đường này nó mang tên là đường Trần Quốc Toản. Cái điểm đặc biệt mà hồi xưa mà ba mẹ cậu thấy khác thời nay á, Sài Gòn hồi xưa xin thưa bà con, bác học vô đại học dễ lắm bà con, cái đầu vào dễ lắm. Như ba mẹ cậu nói á, có những cái trường đại học như luật khoa này, văn khoa này, với khoa học dễ, ý đăng ký là cái ghi danh vô, hồi xưa không gọi là đăng ký đâu mà gọi là ghi danh, ghi danh vô mấy trường đó là đều nhận được hết. Cho nên sinh viên mấy cái trường đó nó đông, cực kỳ đông. Nhưng mà thi sư phạm là phải thi nha. Mấy ngành nghề như sư phạm là phải thi đó. Nhưng mà ba cái trường khoa học rồi luật khoa rồi văn khoa bà con có thấy dễ gì đó, đầu vào vô dễ gì đó. Nhưng mà xin thưa bà con, bắt đầu ra siết cái ghê lắm kìa, rụng như mưa. Vào thì vào rất là nhiều mà ra nhỏ, giống như là cái gì là chúc mà Tết của người ta bằng tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Thì mấy cái trường đó nó cũng giống vậy mà con. Đầu vô thì như nước sông Đà mà đầu ra nhỏ giọt như cà phê phin. Ba mẹ cậu nói vậy, biết bà con bác con cảm thấy ba mẹ cậu nói đúng không nè. Hồi xưa rồi, cho nên nó cái đầu vào nó nhiều nhưng mà đầu ra nó vẫn đảm bảo được chất lượng. Ở đây là ngã tư đường Lê Đại Hành nè. Bên trái là mình đi về chợ Thiết nè. Khách sạn Hoàng Diệu nè, đó. Bên phải là mình vô trường Đô Phú Thọ đó. Khuya này là bắt đầu là cảnh sát giao thông là sẽ phối hợp với bên cảnh sát cơ động nha bà con. Hai cái lực lượng này về khuya là hình như là tầm 30 giờ, nhớ không lầm là tầm sau 10 giờ thôi. Tầm sau 10 giờ là hai lực lượng này là sẽ phối hợp với nhau. Ở đây nhà hàng Tân Lập Viên, trường Phú Thọ.
Chúng ta đang chạy hướng này là hướng về cây gõ đó bà con. Con đường này đường xóm đất nha. Rồi thôi chắc ba mươi gồ cũng mỏi tay rồi. Ba mươi gồ xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.